đang là Matheus Pereira. Gomez, goal! Tỷ số là 1-0 dành cho Al Hilal. Đó là sai lầm của hàng phòng ngự Estaglan. Và chúng ta được chứng kiến phản mừng quen thuộc của Bafétimbe Gomez. Bàn thắng thứ tư của Gomez tại AFC Champions League mùa giải năm nay. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực tuyệt vời đến từ Matheus Pereira. Một tình huống mà tưởng chừng như Moratman có thể kiểm soát thành công, như anh đã bị trượt chân. Và với một tiền đạo có kỹ năng dứt điểm tuyệt vời như Bafétimbe Gomez thì đó không khác gì là một món quà từ trên trời rơi xuống cả. Và dứt điểm theo kiểu chip shot, cách rất thành thục. Bàn thắng thứ 96 cho Gomez, cho cao thủ Al Hilal. Và chỉ còn 4 bàn thắng nữa thôi thì anh sẽ có được cột mốc 100 bàn thắng dành cho đội bóng của Ả Rập Xê Út. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.